Mình là Quân, năm nay mình 20 tuổi, hiện tại mình đang sinh sống tại Mê Linh, Hà Nội. Vì là một người trẻ nên là mình thường xuyên thức khuya này, thường khuyên ăn khuya và thường đặt những cái đồ ăn nhanh về để sử dụng. Trong một cái thời gian dài mà mình sống với một lối sống như vậy thì mình cảm thấy cơ thể của mình nó đang giảm đi rất là nhiều. Mình thường xuyên bị mệt mỏi này, nhức đầu và rất là khó ngủ. Vì thế mình đã đi khám bác sĩ thì bác sĩ có bảo với mình là mình đã bị bệnh mỡ máu cao, vì thế nên là mình rất là lo lắng. Mình đã lên mạng để tìm hiểu thì cái bệnh mỡ máu cao này nó gây cho mình là sẽ bị tăng huyết áp này, giảm tim mạch này và có gây nguy cơ là bị đột quỵ. Cũng rất là may, trong một lần vô tình mình lướt TikTok, mình xem được một cái video quảng cáo về sản phẩm Tokyo Shinzo. Mình thấy quảng cáo nói về sản phẩm này khá là tốt. Nó dành cho những cái người mà bị bệnh mỡ máu cao như mình. Thế nên là mình đã đặt thử một liệu trình về dùng. Thì đúng 1 tháng rưỡi khi mà mình sử dụng hết một liệu trình thì mình cảm thấy cơ thể của mình cải thiện lên hẳn. Mình không còn bị mất ngủ và mệt mỏi nữa. Thế nên là mình khuyên những bạn trẻ nào đang bị bệnh mỡ máu cao như mình thì hãy đặt ngay sản phẩm Tokyo Shinzo về để sử dụng, để cải thiện cuộc sống cũng như là cải thiện cái sức khỏe của mình nhé.